Có từ nơi anh, lửa rừng bập bùng vách núi, anh đi giữa miền biên giới, làng quê em đợi em chờ, con sông của người quan họ, suốt đời nước chảy lơ thơ, tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Đừng quên đừng giận người ơi, mà đừng quên đừng giận người ơi. Ừ, thì người quen. Chết ông Quyết nhà tôi rồi. Ông Quyết ơi, là ông Quyết luôn, luôn nói chung là anh đúng là cô giáo dạy nhạc mà rất là ngọt ngào, mà anh nghĩ rằng anh Quyết hát cũng tốt mà không tôi bị rỡn da gà luôn hết lên. Em hát xong ngay tim anh chậm loạn nhịp rồi, thật đúng loạn nhịp chị còn loạn nữa dạ. Rồi em ôi thế nào ơi. Thế nào dạ bây giờ em có điện điện anh điện luôn đấy, có điện mà kêu anh bằng chị luôn đấy dạ. Mời đàn gái giới thiệu về mình trước đi. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Mai Thị Hà, quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em là giáo viên dạy môn âm nhạc. Em năm nay 31 tuổi. Còn em giới thiệu về mình cho bạn gái biết đi. Dạ vâng, em xin chào anh Quyền Ninh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên Tấm Rèm cùng tất cả khán giả trường quay. Vâng, em xin giới thiệu em tên đầy đủ là Vũ Mạnh Quyết. Năm nay 37 tuổi, nguyên quán Hà Nội và hiện tại đang sinh sống tại thành phố Nha Trang. Quyết hả? Quyết tâm anh. À quyết tâm á hả? Dạ vâng. Quyết làm gì? Em nghề nghiệp về em kinh doanh vận tải, mà chủ yếu là khai thác tour trong thành phố. Tức là công ty của em hay là sao? Vâng, em công ty của em. Dạ. Công ty của em luôn, em làm giám đốc luôn. Vâng. Quyết giám đốc 37 tuổi, kinh doanh du lịch. Để bên đàn gái người ta giới thiệu về bản thân trước nè, tại vì cái cô này cổ giống như là một cái cô diễn viên bên Hàn Quốc vậy đó trời ạ. À. Em nói cho chị nghe coi em cái điểm mạnh của em là gì? Em biết hát. Nói chung em dễ tha thứ và em dễ chịu với người khác. Rồi, còn điểm yếu? Em sống tình cảm quá nên là em nhiều khi cũng hay bị buồn, với lại có một cái điểm yếu nhất là em canh giờ hơi dở. Tức là em không biết canh giờ, tức là em hay bị trễ đúng không? Dạ. Bị trễ hẹn đó đúng không? Trễ khoảng 15 phút rồi đó. Em có hay khóc nhè không? Dạ, dạ có. Có đúng không? Sống tình cảm quá cho nên là rất dễ khóc nhè. Không có tật xấu gì không? Dạ, hình như là không. Không có tật xấu gì luôn. Đằng ấy ơi, Quyết ơi, em nghe chưa? Vâng, không em nghe chị. Xấu em ơi. Dạ. Rồi, Quyết nói cho em gái biết đi. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Điểm mạnh của anh là thuộc trách nhiệm gia đình. Và thích cũng thích nấu ăn, sống tình cảm, em có tài lẻ như ca hát và thể thao. Em có tật xấu gì không? Tật xấu là em có tính cả lẻ. Cả nể. Cũng đâu phải tật xấu đâu. Đôi khi cái thế nào thương hại, đôi khi cũng bị bất hoài. Mà. Mất gì? Như tiền bạc chứ anh. Cũng vậy hả? Gì? Hay bị mất tiền hả? Em hay ở chỗ nào vậy? Tôi biết cái chỗ em ở, tôi định tiền giùm em. Vâng. Nói nghe nè, em có biết cái điểm yếu của em là gì không? Nói nhanh. Em nói nhanh quá. Dạ, vâng. Chị hỏi em chút xíu nha. Cái tiêu chuẩn của em là như thế nào? Tiêu chuẩn cũng rất đơn giản thôi. Chiều cao mét 6 trở lên. Địa lý từ Sài Gòn trở ra. Cân đối được tí, được 3 vòng càng tốt, không 3 vòng thì 1 vòng thì được đầy đặn tí chị. Đầy đặn, khuôn trang đầy đặn nét ngày nở nào. Giống như chị ấy nhỉ. À giống như chị. Dạ. Ê ơi, nó hơn chị nhiều lắm. Nó hơn chị nhiều lắm nên em yên tâm nhá. Không, nói thế chứ ngày xưa Vân hơn nhiều người lắm. Vân là hoa hậu đấy. Trời ơi. Hai là hoa hậu đấy. Tôi không cần ông phải giới thiệu. Bây giờ thì nó cần hơi cao bây thôi. Bây giờ tôi đang mai mối cho người ta ông. Thế giận chứ bây giờ em nói cho bạn gái này biết về cái những mối tình của em đi. Ừ, đường tình duyên đấy. Mà báo cáo chị là em có 2 mối tình. Thứ nhất là 6 năm. Vâng, thì chính là bà xã của em. Cưới vợ rồi hả? Dạ. Vâng, kỳ đó hồi đó là em phát hiện là bà xã có bồ. Vâng, thì thôi thì em cũng rất từng ngại. Khi mất lòng tin rồi thì yêu nhau 6 năm rồi cưới nhau. Vâng. Rồi phát hiện bà xã có bồ. Có bồ thì thôi em xác định rồi hôn nhân không tin tưởng nhau thì thôi. Em cưới nhau bao lâu thì phát hiện ra điều đó? 5 năm. Cưới nhau 5 năm phát hiện ra điều đó. Ồ, vậy là mình đã có con chưa? Có một bé gái chị. Một bé gái giờ ở với mẹ hay là ở với em? Ở với mẹ. Nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi. Thôi, bỏ cái chuyện đó đi. Coi như là một cái câu chuyện buồn nhưng mà mình nên bỏ qua, mình nhìn ra phía trước. Đó em ha. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng
tìm hiểu về cái chuyện tình duyên của bạn. Nhưng mà đang quan trọng là bây giờ nè, ở bên đàn gái của sao? Cho ông nhìn nha. Nha, ông che mắt lại đi. Tôi sợ ông mối này ông lạc lòng quá, ghê quá. Nè, 1, 2, 3. Ủa sao to con quá vậy? Dạ. Hơi cân nặng hả? Ủa? Trời em gái, trời ơi, dễ thương quá. Tưởng đâu nhìn người bạn của tôi. Đàn trai anh thì nó lỡ con đò rồi đó. Bên đàn gái thấy sao? Em cũng đã từng kết hôn ạ. Oh yeah. Năm mà em 25 tuổi là lúc đó em ra trường, em làm được 2 năm rồi. Em đã quyết định lấy một người. Yeah, em có con chưa? Dạ em chưa có con ạ. Chưa có con. Dạ. Hai bên đều đã một lần gọi là lỡ chuyến đò. Bây giờ em mong muốn tìm một người mới như thế nào? Dạ em muốn một người người ta biết yêu thương, biết chia sẻ. Khi mà gặp chuyện gì thì hai người cùng ngồi lại nói với nhau để cùng hướng tới một điều tốt đẹp hơn. Bây giờ cho gặp người thân đi, ta góp ý sao rồi mình cho hai bên gặp mặt. Ủa em này có người thân đi với em không? Dạ em có hai người bạn. Đâu hai người? À đó, hai cô bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào tất cả mọi người. Thì em thấy anh trai bên này cũng được chững chạc. Chị Mai Hà em là tiếp người rất là sống theo cái dạng rất là tình cảm. Hai anh chị đã đến đây là một cái duyên rồi. Thì anh chị hãy tạo cho nhau một cái cơ hội. Em trai đi với ai? Em đi với cậu, với anh trai và một anh bạn. À, rồi, xin mời đại diện gia đình. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả, chào các bạn gái bên này. Tôi là cậu của cháu Quyết. Thì cháu Quyết cũng như chị Hồng Vân lấy nhận xét là cái nói rất là nhanh mà hay vấp. Cho nên là đó là cái khuyết điểm mà cũng nhiều nhà cũng góp ý nhiều. Thì cái khuyết điểm nó còn về cái ưu điểm đó là Quyết là rất là nhiệt tình, có hiếu, biết kính trên nhường dưới trong gia đình. Mọi công việc, cái việc gì cũng có thể làm được. Mai Hà bên này thì cậu thấy rất là phụ nữ rất là xinh, là rất là chững chạc. Thì lên đây là cái duyên, thì mong tạo cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu. Mà gia đình bên nhà trai thì rất mong muốn cái điều này. Cảm ơn cậu. Cảm ơn hai gia đình, chúng ta mở rào thôi. Bắt đầu đi Quyết. Anh có đoá hoa tặng em, chúc em luôn tươi tắn như những đoá hoa này. Dạ em cảm ơn. Cái này là chiếc thuyền buồm, như là tượng trưng cho hai đứa ta. Vì dù bất chấp bão tố phong ba thì có thể vượt qua cái bến con thuyền này, thế cập bến và sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc. Dạ. Mời em đón nhận đi. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có một món quà nhỏ gửi tặng anh. Gửi tặng cảm em. Mở ra đi, em mở ra đi, là cái gì? Dạ, cái này là dây đòi nợ. Nếu như có nợ thì... cái gì? Dạ, nếu có nợ thì phải trả. Cả là phạt. Dạ. Tôi đã biết rồi nhỉ? Mình đăng ký, mình mang luôn, đeo luôn. Thôi cảm ơn. Em âm nhạc thì âm nhạc chắc em cũng hát hay nhỉ? Có chắc nghệ sĩ em cũng có đúng không? Dạ, em cũng hát được. Em hát được. Dạ. Nghe anh nói là anh cũng biết hát đúng không ạ? Ừ, anh cũng rất thích hát ấy. Dạ, anh hát cho em với mọi người nghe được không? Ừ, được. Thôi anh... Rồi anh hát bài ngắn gọn thôi, bài Lối nhỏ vào đời của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Dạ. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây. Đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Hay quá, hay quá, hay quá. Nói nhanh nhưng mà hát rất rõ. Đây nè, hát rõ và cái giọng rất là cao. Cô đúng giáo rồi. Sẽ làm cho học trò này hát hay hơn. Cô giáo thấy sao nào? Dạ em thấy anh hát giọng hay, giọng bay. À. Rất ấm hay. Rồi cô giáo hát cho anh nghe đi. Cô giáo hát lại đi cô giáo.
Dạ, em sẽ gửi tặng bài hát Tình yêu trên dòng sông quan họ. Ồ, bài quê tôi đấy. Quê tôi. Có từ nơi anh, lửa rừng bập bùng vách núi. Anh đi giữa miền biên giới, làng quê em đợi em chờ. Con sông của người quan họ, suốt đời nước chảy lơ thơ. Tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Đừng quên, đừng dần người ơi. Mà đừng quên, đừng dần người ơi. Ủa, chị mời quen. Chết ông Quyết nhà tôi rồi. Ôi, ông Quyết ơi, là ông Quyết ơi. Lút đâu nhỉ, lút đâu nhỉ, lút đâu nhỉ. Bấm luôn, bấm luôn. Bấm luôn, bấm luôn, thật bấm luôn. Nghe là rụng tim rồi. Tôi nghe tôi còn muốn bấm luôn. Chị ơi, ôi rồi ôi. Bây giờ nhìn người tim đã rơi xuống rồi. Nghe hát nó rụng luôn. Nói chung là anh ngưỡng mộ em. Đúng là cô giáo dạy nhạc mà rất là ngọt ngào mà. Hay anh nghĩ quá. Rằng là anh Quý hát cũng tốt mà. Không, tôi bị rỡn da gà luôn hết lên. Em hát xong ngay tim anh đập loạn nhịp rồi. Thật đúng loạn nhịp, chị còn loạn nữa. Dạ. Hả em? Ôi thế nào, thế nào? Dạ bây giờ người em có điện, điện. Anh điện, có điện. Tôi luôn. Đấy có điện mà kêu anh bằng chỉ luôn đấy. Dạ. Cái lượng điện này chắc phải 500 kV chị ạ. Mạnh. Dạ. Bây giờ hai người đó, một người, hai người ở rất là xa. Dạ. Tôi mình nói thí dụ tụi mình bấm nút thì mình sẽ hẹn hò thế nào, cho nhau cơ hội thế nào và tạo nhau một cái điều kiện lãng mạn nào để yêu nhau. Quyết đưa ra vấn đề đấy đi mà đi. Coi như quen nhau xong một phát mấy tháng sau cưới này thì anh hy vọng một cái là anh sẽ tạo điều kiện cho hết mức và đằng sau của bên em công việc đó thì anh cũng sẽ là người đàn ông vững chắc để cho em tin tưởng và gửi gắm cả cuộc đời mình còn lại, kể công việc và tình cảm. Em có cảm giác đây là cái người đàn ông mà có thể làm chỗ dựa cho em không? Cái trái tim em nó có một cái chút loạn nhịp nào không? Dạ, hiện tại bây giờ em rất ổn. em không dễ yêu. Thực ra là để yêu em cần thời gian. Sự là ngồi đây thì em chưa cảm nhận hết được con người của anh. Em có thấy đây có phải là một nửa yêu thương mình đang hướng tới không? Dạ, em ngoài sức tưởng tượng của em. Ngoài sức tưởng tượng. Vâng. Chúng ta sẽ tiến tới nắm tay cô ấy và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình, mắt nhìn mắt, để xem là cô ấy có đồng ý bấm nút hay không nha. Nào tiến tới đi, cô ấy đứng lên, hai người nắm tay nhau để cảm nhận. Và em hãy nói điều gì với cô ấy. Quyết nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Em muốn điều gì em nói đi. Hồi hộp quá em ạ. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cứ nhìn. Đấy em ạ, đấy thì tình cảm của mình đến đây là một cái duyên. Qua chương trình thì mình vượt vào nhau, thì hy vọng cái duyên này nó tạo ra cái lợi thì phải trả cho nhau và vượt qua sóng gió của cuộc đời để đến với nhau để biết vậy tốt nhất. Rồi. Hai bạn, đặc biệt là cô gái Mai Hà, em có 30 giây nhắm mắt lại, để tay vào nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. Chúng ta đã trải qua lần đò rồi. Trao duyên không có dễ như vậy đâu. Rung động thì trao, không rung động thì thôi. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Cô gái không bấm. Em rất là xin lỗi tại vì Đâu sao em? Nhưng mà chúng ta có thể là bạn, em rất vui được biết anh. Anh thật sự nha, nếu là anh ở vị trí em, anh sẽ quyết liệt hơn nữa. Nên em run quá anh. Run quá đúng không? Em phải cần quyết liệt hơn nữa. Phải đúng cái tên của em là Quyết và Liệt luôn. Và Liệt luôn. À, quyết liệt, quyết xong rồi liệt luôn không phải? Phải quyết liệt đi chung. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Dạ vâng. Cảm ơn em nha. Hãy giữ lấy quà của nhau để nhớ rằng một ngày nào đó ta được gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ dạ.
Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quỳnh Linh, chào, chào quý khán giả. Dạ, em là Nguyễn Thanh Hùng, năm nay em 31 tuổi. À, em lớn lên ở Kiên Giang, hiện tại em làm việc ở Hóc Môn. Em là nhân viên công ty của Orion. Em sao nè, em nói coi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào tất cả các anh chị có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Phi Hoàng Ly, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em đang là thư ký cho công ty cổ phần đầu tư bất động sản Anh Tuấn ạ. Dạ, em đang làm thành phố, hiện tại thì cái trụ sở chính của bên công ty em thì hiện tại đang ở Nhà Bè. Nó cần hơi xà chút xíu nhưng không sao. Mình bên đàn gái có ưu điểm, khuyết điểm gì vậy? Thật sự ra ưu điểm của em là em rất là vui vẻ, em rất là tự tin vào cái khả năng mà mình có thể giao tiếp với mọi người. Tại vì cái môi trường công việc của em tiếp xúc với khách hàng khá là nhiều. Thật chất ra em còn một tí gọi là nhây với lầy lầy. Nhây với lầy đúng không? Và thiếu điểm lớn nhất của em đó là não cá vàng. Rất là dễ quên đó chị. Có nghĩa là đôi lúc mình đang nói là cái chuyện này mình phải làm buổi chiều mà cái tới buổi trưa mình vẫn nhớ. Xong tới buổi chiều gần nửa tiếng nữa sau cái ủa mình đang làm cái gì ta, mình muốn làm cái gì, cứ em cứ đi vòng cái đúng hai cái vị trí mà muốn làm đó. Cái nghĩ à mình muốn làm cái này. Lúc đó nghĩa là dạ đúng rồi, có nghĩa là em phải đi một vòng có đúng cái vị trí lúc đầu mà em muốn làm cái công việc đó thì em bắt đầu em mới nhớ lại cái công việc đó mình cần phải làm buổi chiều. Vậy em có tật xấu gì không? Dạ có, nói chung là em cũng hơi giờ dễ thung. Một phần nữa là em cũng hay lè mè. Tại vì nãy giờ biết nghe cái mùi bánh nó cứ phả lên trong mũi thơm quá Linh ơi. Mà cái tôi không biết là bánh gì luôn á Linh. Để ngồi tay qua mời đàn trai ăn đi rồi đàn trai cho ý kiến. Không, Linh ơi ngộ lắm Linh. Tôi hình dáng cũng không giống ai mà gọi là gì đó, nguyên vật liệu tôi cũng không biết nó là cái gì luôn á Linh ơi. Để ngồi tôi thử tôi sẽ biết bánh gì cho Vân coi. Rồi còn bên đàn trai thì sao? Dạ, điểm mạnh của em á là em biết ra nấu ăn, không gia trưởng, hài hước, quan tâm em út và thiếu nhi. Điểm yếu của em á là em hay quên lắm. Rồi, bên kia cũng hay quên, bên đây cũng quên nữa. Dạ. Trời ơi, rồi có cái đến với nhau rồi sanh con cái nào mà lọt con mà quên ở đâu á, ở trong nhà mà không biết nó để ở phòng nào luôn không trời. Dạ thì bởi em mỗi lần em muốn làm gì phải ghi vô tờ giấy á, mà đôi khi cái tờ giấy em quên ở đâu luôn không biết luôn. Rồi xong luôn, coi như xong hàng luôn. Dạ. Em thích làm thơ nghiêm túc có, mà làm thơ mà lầy lầy cũng có luôn. Làm thử coi. Cuộc đời dở ngương, việc làm không hết, yêu đương cái gì. Đúng rồi. Dạ. Phải làm việc trước mới yêu đúng không? Dạ, nhưng mà mình nói ra mình suy nghĩ lại và không được, mình đang ế mà. Bây giờ phải làm thơ là yêu đương lại. Rồi sao? Em xin phép em tả người phụ nữ nha. Ừ. Con gái là đẹp về mái tóc và con mắt. Cho em hỏi là bên đó là tóc ngắn hay tóc dài ạ? Dưa dưa thì em làm tóc dưa đúng không? Dạ. Nếu mà không có tóc thì làm được không? Nếu mà không có tóc thì làm được không? Dạ chưa nghĩ ra. Tóc em chấm ngang bờ vai, mắt đen lấp lánh long lanh mỹ miều, thầm thương chợt nhớ trộm yêu, ước mong mỗi buổi sớm chiều có em. Hay quá. Có nghĩa là anh đó anh cũng ghê thiệt, chứ chưa gì anh đã thả thính rồi đó. Rồi. Thì nãy giờ em thấy bạn anh bên kia cũng thả thính quá trời luôn. Nhưng mà do em cũng không có tài gì, em chỉ có là sở thích làm bánh. Nhưng mà những cái món bánh mà ít người biết tới à. Ví dụ giống như đây là món bánh bông mít. Ừ, dạ. Bánh này em làm bằng nguyên liệu gì? Có nghĩa là nguyên liệu chủ yếu của em đó là em sẽ làm bằng mít. Em sẽ lấy cái ruột với vỏ mít làm cái vỏ bánh bao. Còn em sẽ băm miếng, em trộn lại xong với nấm mèo, em đem gia vị, rồi hành, ớt, hủy tiêu. Bánh bao mít Linh ơi. Con nghe biếu đàn trai ăn thử coi rồi nói chuyện sao được không? Chị hỏi này, nhưng cái bánh này em chế tạo gì nhưng mà em có ăn không? Em cũng có ăn thử qua bạn em cũng mới ăn thử xong. Vậy hả? Hỏi vậy cho chắc ăn nữa, hồi bị ông Linh ông sẽ ăn đầu tiên. Dạ, dạ. Mà chỉ có cái ông mối đó thôi, mà lỡ mà ông ấy có chuyện gì ông bỏ chị đây. Thật là chị cái này là em cũng lần đầu tiên em làm. Ừ. Dạ. Lần đầu mà em ăn thử cái này chưa? Dạ rồi, có nghĩa là hello, sáng. Hello. Chào anh. Trời gái. Trời ngon quá. Bánh bao mít. Chuyển qua đàn trai ăn mùi bánh bao, nhưng mà vẫn nói ủa cái bánh bao gì mà bao nó không hết vậy, mà nó cứ he hẻ ra vậy khó chịu với sợ. Mày giống khổ qua dồn thịt quá vậy. Nè làm miếng coi. Dạ, em được cái em can đảm lắm anh Linh. Em làm đi coi như có gì em chịu trước nha. Rung quá là múc lộn cái muỗng luôn không. Nè làm thử đi, làm nguyên cái này luôn, nguyên cái luôn. Ăn tại mà người ta mang tới đây để tặng em mà. Đúng rồi. Sao nè, cho ý kiến đi. Công dung ngôn hạnh tề gia nữa. Phải ăn hết dĩa mới biết ý kiến. Hay sao? Dạ ngon ạ. Ngon không? Dạ ngon. Có cái vị thế nào? Dạ ngọt ngọt, mặn mặn. Đúng rồi, đầu óc sáng tạo. Cái này tôi cất để tối tôi ăn tiếp. Ủa, nên lấy luôn hả? Lấy luôn thôi, ăn trời luôn đi ơi. Cái gì đưa qua đàn trai là không có trở về được. Nói nghe nè chị hỏi nè. Bây giờ cái chuyện tình duyên của em sao rồi?
tính ra thì em có được một mối tình chính thức rồi. Chính thức được bao nhiêu năm? À, dạ được 4 tháng rồi. Trời ơi, có 4 tháng rồi hả? Em thứ nhất là do bạn đó bằng tuổi với em. Em cảm thấy giống như là em gây áp lực cho bạn vậy. Em chững chạc hơn. Thì sau đó thì hai đứa em cũng chia tay nhau. Tức là họ chưa toàn tâm toàn ý với em. Thôi 4 tháng chưa phải là yêu sâu đậm đâu. Em nghe lý lịch tình yêu của đàn trai nè. Dạ em có hai mối tình. Hai mối tình. Dạ mối tình thời cái tuổi chưa có mạng xã hội. Dạ là năm 21 tuổi. Thì em đang quen cái cô này trong cái thời gian là cô đang cô đơn. Chấp nhận yêu. Yêu xong rồi cái thì bởi không có Zalo Facebook á, cho nên em không có chỉ nhắn tin thôi. Thì một thời gian sau cái cô này cũng có nhắn tin là thôi mình dừng ở đây. Đến năm 26 tuổi em bắt đầu mối tình thứ hai. Thì cái mối tình này là ở trong giáo xứ em luôn. Muốn đến hôn nhân thì lúc đó em chưa sẵn sàng bởi vì em còn mới đấy em còn đi học. Cho nên là em cũng nói là em chưa có sẵn sàng và chưa có đủ kinh tế. Thế là người ta không có đợi em được. Trời ơi, tội nghiệp không? Nhưng mà bây giờ Vân hỏi là bên kia đã sẵn sàng cho cái cuộc hôn nhân chưa? Kinh tế thì em xin chia sẻ thật luôn là gia đình em vừa cưới thằng em trai và vừa được sự giúp đỡ của gia đình thì nhà em cũng có một miếng đất rồi. Thì hiện giờ chỉ muốn có một người để xây một cái mái ấm. Trời ơi, ngon lành. Bây giờ tôi muốn biết đàn gái cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào. Mẫu hình lý tưởng của em cũng đơn giản lắm chị. Tại vì do em có chiều cao cũng khá là cao, em tới 1m65 rồi. Thì em mong muốn bạn trai của em là khoảng từ 1m75 hay là 1m8 hoặc là trời, thấp nhất cũng phải là 1m7. Mét 7 đổ lên. Dạ, mét 7 đổ lên. Quan điểm của em là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tốt gỗ, tốt nước sơn, gỗ có tốt không ấy ơi? Gỗ cẩm lai. Cẩm lai, ok. Cẩm xe, yeah. Bỏ đỏ rồi đó. À, em nhìn em cảm thấy thiện cảm thôi. Thiện cảm. Dạ đúng rồi ạ. Anh nói em gái nghe, bây giờ em đưa ra những vấn đề đó, anh thấy đàn trai là rất là ok luôn. Dạ. Yeah. Nay thấy hợp rồi đó. Dạ, em chào chị. Chào em. Hiền lành. Tôi nhìn cái giò là tôi biết cao rồi nè, anh này cũng 7 mấy đổ lên rồi đó. Được chưa? Được rồi đó, nhưng mà còn em. Bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em sao? Dạ, bởi vì em thì là con trai trưởng, em cũng biết trên biết dưới. Em cũng muốn người của bạn em á là hiền lành, hiếu thảo với là ba mẹ, rồi cũng tôn trọng ba mẹ em. À, hai nữa là cũng không có dữ dằn lắm, nghĩa là em không thích cái tính so sánh. Bé hôm nay bé đi với ai ạ? Dạ, hôm nay thì em đi với lại ban giám đốc công ty và em với lại người bạn thân với lại các đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hùng Vân. Chào anh. Xin chào các anh chị trong phòng. Tôi đại diện ban giám đốc đi theo những người thân của em. Ở trong công ty Ly là cái vị trí là thư ký của tổng giám đốc. Làm việc rất là nhiệt tình, năng nổ và có chuyên môn. Chính cái tính hay quên mà Ly nói á, có những buổi là phải ở lại làm tới 6-7 giờ tối mới về để cho xong cái công việc đó là cái trách nhiệm. Em trai bên này thì tôi thấy em cũng rất là chững chạc, cũng có cái công ăn việc làm ổn định. Với lại các cái tiêu chuẩn của Lý đưa ra thì như anh thấy là cũng là tương đối là cũng được 80% rồi đó. Thì nếu có điều kiện thì hai em cũng nên cho cơ hội nhau để đến với nhau. Xin hết. Rồi, cảm ơn anh. Đó là em trai đi với ai? Dạ đi mẹ em và em dâu của em. Chào cô. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Mình là mẹ của cháu Hùng. Không phải nói chứ thật sự cháu Hùng là rất là hiếu thảo, là con trai trưởng, rất biết lo lắng. Cô thấy con gái bên này là cười có duyên, rồi má lúng đồng tiền nữa. Rồi con nói là con hay quên, Hùng cũng hay quên. Yên tâm, nếu muốn gì cứ nói cô sẽ nhớ, cô nhắc cho hai con. Rồi còn con thích làm bánh vậy, cô cũng rất thích ăn bánh. Mà nhà cô toàn con trai không à. Thế là cô cũng thích con ở cái điểm con biết làm bánh. Rồi điểm thứ ba nữa là con nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đúng với quan điểm của cô luôn. Cô nói thật, không phải bây giờ hai con ngồi với nhau đây mà mới thấy nhau bảo hợp hay là không hợp. Cái đấy không đúng, mình cứ tìm hiểu nhau. Đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nói thật với chị Hồng Vân với Quyền Linh vậy. Rồi còn đến với nhau hay không là quyết định của hai con. Còn nếu hai con đồng ý, má ok. Má quá. Má ok liền. Quyết quá, quyết liệt. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Đó, không gian này là của hai em đó. Bắt đầu đi Hùng. Anh có món quà tặng cho em. Cao quá cao rồi, đó, cao lắm. Em thấy anh có đúng với lại cái hình em suy nghĩ không?
Dạ thì anh em nhìn thấy cũng giống với những cái gì, những cái tiêu chí đặt ra với lại cái hình mẫu ra ngoài. Em quan trọng về cái tính cách hơn, tại vì mình sống với cái tính cách chứ mình không có sống với sắc đẹp được rồi. Nhưng mà em biết sao không, chị nói về tướng, về nhân tướng đó em, cái lỗ tai đó tốt lắm đó em ơi, giàu lắm đó cưng. Em nghĩ là sơn đang đi chóc chóc rồi á. Nhưng mà gỗ thì vẫn còn tốt ạ. Đi sơn lại thôi có gì đâu. Dạ thì em cũng tính đập đi xây lại rồi chứ. Mà mẹ em kêu là thôi, trong cuộc đời thì cái gì quan trọng trước mình làm trước. Thì em nghe lời mẹ em thì mình ưu tiên cái chuyện quan trọng của em mình. Và hai nữa là cái này em chưa chia sẻ thì, nhưng mà em cũng hy vọng là gặp cái người bạn là không có quan trọng quá về bên ngoài, cho nên mình tiết kiệm một mớ để mình làm sau này cái chuyện đại sự. Em hỏi thử đi, nói giờ anh nhìn em về nè, anh xuất khẩu thành bài thơ tặng riêng cho em được không? Thật sự là nếu mà không biết là anh có cảm hứng hay không, nhưng mà anh nhìn em như vậy anh có thể là làm được bài thơ tả về em được hay không? Nãy em làm thơ rồi, bây giờ anh xin phép hát ha. Dạ, một câu ngắn thôi. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em rất nhiều, yêu em không cần lý do. Anh cũng không quan trọng hình thức, quan trọng là cái tính tình. Thì trước mắt thì anh thấy em cũng xinh, nhưng mà anh tả là có nước đồng tiền, nói chuyện cũng có duyên. Và anh cũng thích giọng của con gái miền Tây đó, miền Nam, nghe rất là hay. Chỉ có chửi là không hay thôi ạ. Thật sự đó là bản tính, mà gọi là bản tính nóng cho mỗi người mình đều có, không những riêng phụ nữ và đã đàn ông đều có. Thì quan trọng là mình có kiềm lại cái bản tính nóng đó hay không thôi. Nhưng mà đôi lúc thật sự trong cuộc sống mình cũng sẽ có nóng, chứ không ai mà cứ bình bình thản thản được hết. Anh theo đạo đúng theo không đạo. Em là theo đạo Phật. Thì lúc mà phỏng vấn casting á, thì chị biên tập có hỏi em á là vậy thì cái anh đó theo về đạo Chúa được không? Em nói là đạo nào thì cũng là đạo, mỗi đạo đều có một cái đức tính riêng. Em có thể theo bên gia đình chồng học về giáo lý, em không quan trọng về vấn đề đó. Tốt. Hay quá. Tức là đó. Dạ. Trước mắt thì một tuần anh sẽ ghé em một lần. Còn nếu trường hợp như tại vì anh dạy giáo lý về thiếu nhi á, thì nhiều khi nó họp nó quá trưa thì có thể anh sẽ không đi được. Nếu em không ngại thì anh rước lên nhà em chơi. Anh chơi. Là rước về nhà ở quê đúng không ạ? Không, ở trên đây. Nhà ở trên đây. Thì có phải chi mà xuất khẩu được bài thơ là hay quá ha. Đúng rồi, nếu xuất khẩu được bài thơ là hay. Không, thầy thì làm thử coi. Dạ, để em suy nghĩ tại vì nên bộ đồ xuất. Hôm nay gặp cô làm bích, thấy cô cười khúc khích, trái tim tôi nhúc nhích. Hai đứa mình cố gắng tạo thành tích để có nguyên một bầy con nít. Hay quá. Trời ơi. Anh Linh giỏi hơn em luôn. Thí dụ vậy đó, đó. Coi như em mượn cái bài thơ của anh Linh để dạ không, em thích cái gì là của riêng em ạ. Thu qua đông cung sắp tàn, trời đất chào đón một mùa xuân sang. Ngóng trông ngày hạ nắng vàng, ngày dài tháng rộng, có nàng có ta. Trời ơi. Chứ tôi muốn cái nút bấm đó phải đến từ trái tim của mỗi người, và phải có trách nhiệm với cái nút bấm. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Hay lắm. Hãy nắm tay nhau nào. Và hãy xin phép một nụ hôn đầu tiên. Sao anh vẫn còn run vậy? Run lắm rồi. Tại vì mấy năm nay chưa có nắm tay người con gái nào hết á. Từ 26 tuổi chị Vân. Hồi tim hồi hộp không? Hai dạ, người còn bây giờ nụ hôn đó. Đầu tiên bắt đầu. Dạ cho con xin phép, xin phép má. Dạ thì lời đầu tiên em xin gửi chào tới anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn gái bên kia và toàn thể khán giả trong trường quay. Trước khi giới thiệu thì em muốn gửi một bài thơ tặng đến chương trình. Rồi, để nó phấn khích một xíu. Dạ. 25 xuân đã trôi qua mà duyên thì vẫn ngập ngừng ở đâu. Tôi nào có phải tiên nhân, làm sao đoán biết khi nào tới duyên. Chỉ còn có cách tới đây gặp ông bà mối tham gia chương trình, biết đâu gặp phải gia nhân, kết giao quyến thuộc, mãi luôn ân tình. Hôm nay trời đẹp nắng xanh, kính chúc khán giả một ngày an vui. Chúc luôn cô chú mối duyên có thêm sức khỏe, kết duyên được nhiều. Cùng chúc em gái sát màn luôn luôn hạnh phúc đẹp xinh trọn đời. Lại chúc tổng thể chương trình ngày càng phát triển, có nhiều lượt view.
trúc xong tất cả chúc mình tự tin bình tĩnh ắt gặp người thương. Thay mặt chương trình cảm ơn em. Dạ. Ở trong đó chị thấy có một câu gì là ước gì gặp giai nhân á, thì chắc câu đó của em chắc là em sẽ đạt được ý nguyện đó nha em. Bây giờ em giới thiệu về mình đi em. Dạ. À, em xin giới thiệu là em tên là Lê Xuân Sinh ạ. À, bút tranh của em là Tự Thanh Xuân tại vì em hay làm về thơ. À, em đến từ thành phố Đà Lạt ạ. À, năm nay em là 25 tuổi. À, nghề nghiệp của em là em có kinh doanh shop thời trang và cũng có làm bên mảng bất động sản ạ. Em là sống và làm việc tại Đà Lạt luôn. Dạ, nhà em ở Đà Lạt. À, Đà Lạt luôn. À, Xuân, Thanh Xuân là... Dạ, Tự Thanh Xuân ạ. Là bút danh luôn. Dạ, bút danh của em ạ. Thanh Xuân như một tách trà đó hả? Dạ. À, rồi, nhìn qua nhìn lại hết bà Thanh Xuân. Dạ. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Chào tất cả mọi chào người. Em. Em là Nguyễn Thị Quyên, em làm tại ngân hàng Sacombank. Em năm nay 27 ạ. À, Quyên 27. Dạ. Còn Xuân là? Dạ em 25 ạ. 25. Gái lớn 2, trai lớn 1. Được. Nhưng mà Quyên em quê em ở đâu? Em ở Hà Nội. Nhưng mà hiện nay thì Quyên làm việc ở đâu? Ở Bình Thạnh á, lên. Không sao, Đà Lạt cũng là thành phố du lịch mình thường xuyên đi mà. Không, dễ. Bởi vì là mong ước của em là em được lấy chồng Đà Lạt. Trời ơi. À. Vậy là hợp lý rồi. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Chương trình ta tìm hiểu kỹ lắm em ơi. Tìm cũng cả năm trời mới ra người cho em đó. À. Bây giờ em, điểm mạnh của em là gì và điểm yếu của em là gì? Em nghĩ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. À, em không có nóng tính. Còn điểm yếu của em là em khá là nói nhỏ. Thì cái điểm yếu đó khắc phục được mà. Có thể đi học tiếng nói sân khấu. Bên sân khấu chị có khóa đó nha. Em trai có ưu điểm gì? Dạ, em có ưu điểm là em biết làm việc nhà. À, biết nấu ăn. Ừ. À, không rượu bia, không bài bạc, không thuốc lá. À, em có thể biết quan tâm chia sẻ và em rất là trung tính. Điểm yếu của em là em hơi nóng tính một xíu, nhưng mà ý là mình vẫn kiềm chế được. Nếu mà ví dụ như sau một cái trận cãi vã thì em thường lên phòng nằm đắp chăn nằm ngủ. Nóng thường ta làm gì chứ nóng đắp chăn. Dạ không, ở Đà Lạt là hơi lạnh anh. À, dạ. Đà Lạt lạnh là đắp chăn mà nóng quá cũng đắp chăn luôn. Dạ, ở đó đắp chăn cả ngày. Ôi, vậy là cũng được rồi. Cô gái rất thích cái tính này bởi vì thằng ông mà không có nóng nảy mà nóng quá thì đắp chăn là xong. Ủa em, tình em có mấy mối tình rồi? Dạ hai. Những người đó có giống như là em mong muốn không? Dạ có, ai cũng thương, ai cũng chiều hết. Vậy tại sao lại chia tay? À, cái mối tình đầu tiên chia tay là do người ta phải lựa chọn giữa em và gia đình. Như vậy thì khó cho anh ấy quá, cho nên anh phải chọn gia đình, không chọn em được vì em ở xa quá. Ừ. Rồi cái mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là bởi vì em con nít quá, người ta không có muốn. Kiểu là người ta muốn một người trưởng thành hơn. Nhõng nhẽo quá phải không? Dạ. Tật xấu là nhõng nhẽo đó, bây giờ mới lòi ra nè. Nhưng bây giờ còn nhõng nhẽo dữ lắm không? Còn con nít đâu? Cũng y chang, không có khác gì. Y chang hả? Chịu được tính con nít với nhõng nhẽo không? Dạ, chịu được anh ạ. Chịu được hả? Dạ. Nếu chịu nổi lên đắp chăn ha. Dạ. Em, có mấy mối tình? Trước giờ em chỉ có một mối tình thôi ạ. Dài không? Dạ, 10 tháng anh ạ. Nhưng tại sao lại chia tay? À, dạ, tại vì là em thì do em muốn tiến tới hôn nhân nhưng mà bạn đó thì chưa xác định nên là hai bên nó có xảy ra mâu thuẫn. Tiến nhanh là... gì mới có 10 tháng mà dạ, muốn tiến luôn rồi đó là... hả? À, có thể bên kia thấy sớm quá đúng không? Dạ. Còn bây giờ là em nếu mà tìm hiểu được là em phải tiến tới hôn nhân liền đúng không? Dạ, nếu mà em cảm thấy hợp á thì sẽ tiến tới hôn nhân nhưng mà thời gian thì phụ thuộc cả bạn nữ. Còn em thì sao? Dạ. Em có muốn tiến tới hôn nhân liền không? Em muốn lấy chồng năm em 28 tuổi. Năm nay là em 27. Chào em gái dễ thương. Chào anh. Vậy là còn một năm nữa không sao? Thì một năm để tìm hiểu đó. Được. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng với mẫu hình như thế nào? Em chỉ mong người đó giống ba của em thôi. Tìm người yêu á mà giống ba với mẹ là khó lắm. Bởi vì ba mẹ là một cái thần tượng, những người thiêng liêng nhất rồi. Mà tìm giống người đó là khó lắm á. À, anh em thì còn được. Anh cũng khó chứ đừng nói là ba đó. Đổi đi, đổi giống chú Quỳnh Linh đi. Ủa anh Quỳnh Linh đi luôn. Một cái người nào mà nó dễ hơn chút xíu được không? Thì em thấy ba em cũng thuộc dạng tuyết bình thường mà. Là lo cho gia đình và yêu thương vợ con thôi. Còn hình dáng thì sao? Hình dáng thì cũng bình thường. Cũng cao, cao mét 6 mấy à. Cao mét 6 mấy à. Trắng, da trắng hay là da đen? Đẹp trai không? Nhanh nhau. Em với ba em mặc y chang nhau. À dạ, vậy là ba em đẹp trai đó. Thành ra là tôi qua bển tôi coi được không? Coi đi. Yeah. Đàn trai cũng gọi là công tử lắm hà. Vậy à. Trắng trẻo ha.
chứ rồi. Bên tôi là mỹ nhân á nha. À, gia nhân chứ. Dạ, em chào chị ạ. Ồ, cưng, chào cưng. Hồi nãy là cưng ước mơ có gia nhân đúng không? Dạ. Cầu được ước thấy đó nha. Dạ. Em, chị nhìn em chị có cái cảm giác giống em bước từ trong truyện Kiều em bước ra. Như thúc sinh hay là nhà thơ mà. Em thích cái mẫu bạn gái như thế nào? Dạ, mẫu bạn gái em thích là ưa nhìn ạ. Nói chung là biết quan tâm, chia sẻ, cũng hòa đồng, vui vẻ. Em không có cái mẫu hình lý tưởng nào. Chỉ cảm thấy mình thực sự rung động thì mình thích thôi. Thấy ngay lần đầu nhìn người ta rung động là được thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi cái mình cho hai bên gặp mặt xem với ánh mắt đầu tiên họ có rung động hay không. Em gái đi với ai Quyên? Em đi với chị của em, bạn đồng nghiệp và cô đồng nghiệp luôn ạ. Chào nhà gái. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả. Em là chị của Quyên. Thật ra nãy giờ quan sát bạn trai cũng hơi kỹ, thấy bạn cũng hơi khép nép, thì không biết bạn có thể thể hiện được cái bản lĩnh đàn ông của mình một tí trên sân khấu được không ạ? Mình em hít đất cho chị coi nó khỏe không. Đó, muốn mấy cái mấy, hít chừng nào. Trời ơi, thấy chưa? Đó, chị thấy chưa? Người ta bản lĩnh. Được rồi, cứ hít thôi đó. Thôi thôi. Được chưa? Dạ. Mình muốn hỏi là cái xu hướng của Quyên là Quyên muốn là sẽ về gần người yêu, thì không biết là bạn có thể sắp xếp như thế nào đó để cho Quyên có thể về Đà Lạt, hoặc là bạn có thể lên đây để hai bạn gần nhau được hay không? Cái này chúc cho hai trẻ họ tự hứa hẹn với nhau, họ tự giải quyết đi. Rồi, cảm ơn. Xuân đi với ai Xuân? Dạ, em đi với em của em ạ. Em đâu? Gái hả? Dạ, em gái. Được không? Dạ, em họ. Em họ rồi, chào em gái. Dạ, chào chú Quyền Linh và chào cô Hồng Vân. Em chào chị cùng tất cả các khán giả trường quay. Em thấy chị gái thì dễ thương, nhỏ nhẹ, dịu dàng. Em nghĩ là anh chị em thấy hợp. Nếu có thể thì cho nhau cơ hội để hai người tiến tới. Rồi, cảm ơn em gái. Nói chung là hai gia đình góp ý nhẹ nhàng vậy thôi. Còn quan trọng là mình có rung động hay không, đúng không Xuân? Dạ. Rồi bây giờ rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Xuân. Không gian này là của em đấy. Anh chào em. Anh có món quà tặng cho em. Anh có 3 món quà luôn. Món quà đầu tiên là bản thiết kế xe của anh, do anh tự thiết kế. Và thứ hai là tập thơ 30 bài do anh tự sáng tác. Và trong đó có một bài tặng riêng cho em. Em cảm ơn anh. Và anh có món quà thứ ba là gửi tặng tới em cũng như là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Một ít của đặc sản Đà Lạt mang tới để mình thưởng thức. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em nhé. Em hy vọng là sau cuộc gặp mặt này thì hai đứa mình cũng sẽ có thể sống đời với nhau giống như cây này. Trời dạ, ơi. Rồi, cảm ơn em nhé. Ngọt ngào quá. Em gái mở tập thơ ra thử xem anh ấy đọc tặng em bài gì vậy, có thể đọc được không? Bài anh tặng riêng cho dạ. Em đây đúng không? Dạ, đúng rồi. Để em đọc bài này ha. Đọc đi, em đọc bài đó thử xem. Chào em cô gái trước màn. Hôm nay gặp được khá là phải duyên. Anh đây số phận tan hàng. Gặp em mà ngỡ nằm mơ giữa chiều. Anh thì chẳng biết ca đàn, nấu cơm quét dọn công nào cũng ngon. Được thêm cái tính thật thà, nói yêu là cưới, dễ đâu dối lừa. Ngoài ra lại rất đàng hoàng, tấm lòng chung thủy, một lòng yêu em. Suốt ngày làm lụng kiếm tiền, xong công hết tháng đưa về cho em. Yêu anh em sẽ an nhàn, chẳng lo cờ bạc rượu chè bê tha. Cuộc đời sẽ chẳng thể nhàn, cùng em đi khắp thế gian hữu tình. Em ơi, ngày ấy đã tàn, còn gì em phải đắn đo nghĩ nhiều. Nhẹ tay ấn nút hạ màn, trao nhau cơ hội, đôi ta hẹn hò. Hay quá. Cái bài thơ này xong rồi là Linh Vân đâu còn vai trò gì nữa. Đúng rồi, nói chung là chốt luôn rồi đó. Chốt luôn rồi. Em gái cảm nhận thế nào về bài thơ đó? Em cảm thấy xúc động quá. Giống như kiểu là tất cả những gì em mong ước nó nằm hết ở đây á. Trước khi mà em lên sóng, em bị mất ngủ 2 ngày luôn. Tại em cảm thấy rất là hồi hộp á. Em cảm giác là duyên phận của em nó cũng khá là lận đận, mà em luôn mong muốn em tìm được một người để em có thể kết duyên cùng người đó.
Hôm nay em gặp được anh ấy tặng em bài thơ này, em cảm thấy giống như kiểu đây là định mệnh của đời em. Rất là xúc động đúng không? Gần như nghẹn ngào luôn đấy. Anh thấy trong giọng nói của em như thế, em thấy con người của anh như thế nào? Dạ, em cảm giác có tình cảm với anh ấy ngay từ lần đầu. Đấy, không, thực sự đó là cái cảm giác thật. Cảm giác đầu cho nên tiên là khi nghe bạn nói, mặc dù không nhìn mặt bạn nhưng mà tự nhiên Vân cũng rất là xúc động luôn. Sau khi nghe những cái tâm sự của bạn gái thì em thấy thế nào? Dạ, bạn gái thì cũng xinh xắn, dễ thương, hiền lành, dịu dàng ạ. Là cũng đúng mẫu người em thích. Anh nghĩ là khi mà em ở Sài Gòn như vậy, còn anh ở Đà Lạt như thế thì chuyện hai đứa mình sẽ như thế nào? Thì nói chung là anh cũng sẽ sắp xếp thời gian để mà một tháng có thể xuống thăm em được 1 đến 2 lần. Em có thể lên thăm anh được không? Được. Nếu như tiến tới hôn nhân thì mình sẽ phát triển kinh tế ở Đà Lạt hay là ở thành phố Hồ Chí Minh? Em thì ở Sài Gòn cũng được, ở Đà Lạt cũng được, miễn là để có tình yêu thôi. Hay quá vậy trời. Em hỏi anh một câu nữa được không? Được. Em ở Hà Nội anh có thấy xa không? Cũng xa, nhưng mà nói chung là nếu mà vì tình yêu thì mình vẫn có thể chấp nhận được. Nếu mà lấy nhau thì 1 năm anh cho em về thăm ba mẹ em bao nhiêu lần? Lúc nào em cảm thấy nhớ nhà thì em có thể về thăm nhà, cũng không nhất thiết là phải bao nhiêu lần. Anh có về cùng em không? Chắc chắn là có chứ. Tết này anh có về cùng em không? Cái này thì nói chung là mong là hai đứa mình tiến xa hơn thì anh sẽ về quê Hà Nội cùng em. Hà Nội đang chờ đón anh. Đà Lạt cũng đang chờ đón em. Tất cả mọi thứ đều tan chảy. Gần như mọi thứ đều chảy hết. Trời ơi, tại sao có những điều ngọt ngào như thế giữa một cái nắng chói chang thành phố Hồ Chí Minh thế này. Không còn gì để nói nữa, quay ghế lại đi. Chúng ta chỉ còn làm động tác, đó là bấm nút hay không bấm thôi. Nếu đúng những lời ngọt ngào, những ngôn tình nãy giờ, thì tin chắc rằng các bạn đã tìm đúng đối tượng. Và đừng do dự gì khi trái tim mình đang thổn thức, hãy bấm nó để khắc khoải trong tình yêu, để yêu thương nhau nhiều hơn. Sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ quyết định. 1 2. Ai. 3. Hết thời gian. Đẹp lắm. Nắm chặt nhau. Gần như họ gặp nhau lúc nào đó. Hãy đặt nụ hôn đầu tiên đi. Từ từ đã. Chưa để nguyên. Nó phải cảm giác cái nụ hôn. Nào, từ từ nha, chừng nào tôi nói lấy ra mới lấy nha. Để vô, từ từ để vô. Hít, hít, để nguyên, hít mạnh lên. Hít mạnh lên. Thế nào? Dạ. Hả? Dạ, cảm giác khá rung mình luôn. Đâu, bây giờ bạn hôn lại đi. Bạn hôn lại Quyên. Xem cái cảm giác. Hôn lại nhưng anh ý sợ của anh bật ngửa. Không, hôn đi Quyên. Nào. Hôn nó phải có tiếng. Hôn một cái chóc là đấy, vậy đó. Hôn phải có tiếng, làm lại cho nó có tiếng nào. Hôn một cái chóc nè. Mạnh lên. Đấy. Dễ thương nhá. Hà Nội ơi, Đà Lạt đang chờ. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và sớm sẽ thông báo tin vui cho chương trình nha.